sổ mũi đó thì đang sổ mũi đó các bạn thấy không. Tôi khuyên các bạn nếu thấy ai buôn bán rái cá hoang dã biến nó thành thú cưng thì gọi 1800 1522 để INV hỗ trợ. Còn những bạn đã lỡ mua rái cá hay là muốn cứu rái cá, thấy người ta bán rái cá thấy tội nghiệp quá muốn cứu về nhà nuôi mà nó bị bệnh gì đó thì liên hệ Tion.